Chương 181 thậm chí là cả thế giới đấy. Vẻ mặt Lê Cảnh An có chút ngượng ngùng, ông ấy cười khổ một tiếng nói, chuyện này thật sự không phải tôi không đồng ý, ở công ty thật sự cái gì tôi cũng không quản, chỉ lấy vài đồng lương ít ỏi thôi. Hừ, Tào Dung hừ lạnh, tôi không tin, công ty lớn như tập đoàn Hán Vũ sẽ tốn mấy trăm vạn nuôi anh để anh không phải làm gì sao? Hơn nữa Lê Văn Vân nhất định là do anh đưa tới công ty, hai ngày trước một nhà các người còn diễn kịch với tôi tôi về nhà càng nghĩ càng không hiểu, tại sao chủ tịch tập đoàn Hãn Vũ lại để cho một tên ngồi tù 9 năm, không có học lực gì như Lê Văn Vân làm trợ lý. Nói trắng ra là anh không muốn giúp đám thân thích nghèo như chúng tôi. Lê Văn Vân nghe vậy liền nhíu mày, anh đi vào trong phòng, kéo ghế ra ngồi xuống. Liễu Ngọc nhìn Lê Văn Vân, hừ lạnh một tiếng, tả hạo bên cạnh vẫn ngồi yên, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí Lê Văn Vân còn nhận ra được vẻ kiên định trong ánh mắt của anh ta. Thấy lời nói của Tào Dung hơi nặng nề, ông ấy vội vàng nói, cũng không thể nói vậy, tôi không quan tâm chuyện ở tập đoàn Hán Vũ, chỉ là tình cờ giúp họ tham gia hoạt động, tôi cũng không tiếp xúc thân thiết với ai ở công ty cho nên không phải là tôi không giúp cậu. Tào Dung cười lạnh, đúng là lấy cớ, Lê Văn Vân có thể vào được tập đoàn Hãn Vũ, hơn nữa còn được trực tiếp làm trợ lý của Lôi Bân đấy. Nói trắng ra là anh không muốn giúp chúng tôi. Chị Hai, sau khi chuyện của Lê Văn Vân xảy ra, những người thân thích của Lê Cảnh An vẫn còn liên hệ với các người sao? Cứ hễ gặp mặt là lại xem thường. Trong khi đó chúng tôi thì sao? Tào Dung hỏi, đúng vậy, lúc trước chị Hai lấy anh thì đã lấy rồi, nhưng sau khi chuyện này xảy ra, chúng tôi cũng coi anh là người một nhà mà chăm sóc, những buổi gặp mặt gia đình cũng không bỏ quên anh. Năm ngoái Liễu Ngọc tốt nghiệp đã muốn vào tập đoàn Hán Vũ, vậy mà anh còn một mực từ chối. Lê Văn Vân ngồi bên cạnh, khuôn mặt đanh lại, audio điện tử võ tấn bền Lê Cảnh An thở dài, "Tào Dung, cô không thể nói như vậy. Trước đây khi cô sửa nhà, bố của Liễu Ngọc bị bệnh đều là do chúng tôi vay tiền cho mấy người, hơn nữa chúng tôi cũng chưa từng dục các người trả lại tiền. Các người đối xử tốt với gia đình tôi, chúng tôi đều ghi nhớ trong lòng." Tào Dung không hề cảm kích, bà ta hừ lạnh một tiếng, "Dù sao chuyện lần này, anh cũng giúp một ít đi." cho dù thế nào cũng phải để cho tả hạo hợp tác với tập đoàn hãn vũ của các người mới được lê cảnh an cau mày nhìn về phía tả hạo trong lòng tào dung hiển nhiên đã coi tả hạo như con rể của mình tuổi còn trẻ như vậy mà đã có công ty riêng quả thực là thân phận cao quý nhưng ấn tượng của lê văn vấn đối với anh ta không quá tốt cảm giác người này vô cùng nham hiểm ví dụ như lần trước tới nhà anh ta muốn hợp tác với tập đoàn hãn vũ rõ ràng là đến để nhờ lê cảnh an giúp đỡ thế nhưng lại làm như thể gia đình anh đang ép buộc anh ta. Cho Lê Văn Vân một công việc cũng chẳng là gì so với khoản đầu tư mà anh đã nhận được tập đoàn Hãn Vũ. Lúc này còn để Tào Dung và Liễu Ngọc đến đây gây áp lực với bố của anh. Nếu là buôn bán ở bên ngoài thì bỏ qua cũng không sao, trong buôn bán không từ thủ đoạn là chuyện hết sức bình thường, nhưng lại dùng cách này để đối phó với người trong nhà, đây là điều khiển Lê Văn Vân tương đối phản cảm. Từ nãy tới giờ Tào Dung đều một mực gây sự, nhưng anh vẫn chưa hề nói một lời nào. Chương 182 được, để tôi sắp xếp." Tào Dung gật đầu, "Đúng vậy, Tà Hạo còn trẻ tuổi, đầy triển vọng như thế, cậu ấy nói dự án này mai sau sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cậu ấy cũng từng liên hệ với tập đoàn Hoàn Vũ, nhưng mà chủ tịch tập đoàn không đồng ý gặp." Lê Văn Vân nghe đến tên tập đoàn Hoàn Vũ, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. "Tập đoàn Hoàn Vũ, không phải là công ty dưới tay Trần Mỹ Huyên sao?" Sắc mặt Lê Cảnh An hơi xấu hổ, tôi với chủ tịch Trần không quá thân thiết đâu, trước đây đi ăn cũng chỉ vì việc của công ty thôi, tôi và bà ấy còn không có phương thức liên lạc nữa. Nghe đến đó, Tào Dung lập tức giận điên lên, bà ta nhìn Lê Cảnh An nói: "Ôi trời, không muốn giúp thôi mà còn phải làm đến thế cơ à? Anh không muốn nhìn thấy chúng tôi chứ gì? 9 năm Lê Văn Vân ở trong tù, vừa ra ngoài anh đã đưa nó đến tập đoàn Hãn Vũ, bây giờ Liễu Ngọc nhà chúng tôi mãi mới tìm được một cậu bạn trai có tiền." bây giờ lê văn vân nhà các người không có đối tượng kết hôn các người không vui không muốn để tả hạo kiếm được tiền chứ gì không giúp thì thôi khuôn mặt lê cảnh an và tào vân vô cùng bất lực hàng lông mày của lê văn vân nhíu lại càng chặt trong lòng anh có phần khó chịu nhưng nể tình thân thích và tình cảm trong quá khứ anh cảm thấy giúp đỡ nhà liễu ngọc cũng không ảnh hưởng gì anh xoa mũi nói tôi và chủ tịch trần trần mỹ huyên của tập đoàn hoàn vũ có chút quen biết nếu muốn tôi giới thiệu thì cũng không thành vấn đề, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc lại, mọi thứ vẫn phải dựa vào dự án của anh, nếu người trong công ty đánh giá cao thì đương nhiên sẽ có cơ hội được đầu tư. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Tào Dung nhướng mày, cậu bớt diễn trò đi, nếu không có bố cậu thì cậu có thể vào tập đoàn Hãn Vũ không? Cậu ngồi tù 9 năm, vừa ra ngoài đã quen được lôi bân, được nhận vào công ty lớn. Bây giờ cậu còn nói cậu quen biết Trần Mỹ Huyên. Nói vậy thì tôi còn quen được cả Chu Minh và Diệp Ngạo Lâm đấy. Lê Văn Vân bật cười, Chu Minh và Diệp Ngạo Lâm là hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở Lâm Hải. Quy mô của tập đoàn Hán Vũ so với những công ty lớn ở Lâm Hải thì không hẳn là nhỏ, nhưng địa vị của Lôi Bân lại không thể bằng được những người này. Bởi vì mọi người đều biết cổ phần của Lôi Bân ở tập đoàn Hán Vũ chỉ chiếm một phần rất nho. Nhưng hai người kia thì khác, trong một gia tộc lớn như vậy, họ là những người nắm giữ quyền lực thực sự trong gia tộc. Nói xong, Tào Dung lại nhìn về phía Lê Cảnh An, Lê Cảnh An, anh giúp hay không giúp thì nói rõ đi, nếu anh giúp thì đến khi Liễu Ngọc và Tả Hạo kết hôn, gia đình tôi sẽ biết ơn anh cả đời. Còn nếu anh không muốn giúp thì tình cảm những năm qua coi như bỏ đi, chúng ta đừng liên hệ gì với nhau nữa. Đây hoàn toàn là lấy tình thân ra để uy hiếp, Lê Văn Vân ban đầu còn muốn giúp đỡ họ, bây giờ lại không muốn phản ứng lại nữa sắc mặt Lê Cảnh An và Tào Vân lập tức thay đổi. Bởi vì bị đuổi ra khỏi nhà họ Lê nên họ rất ít tiếp xúc với những người họ Lê, đây cũng là lý do mà họ càng thêm quý trong những người thân bên cạnh mình hiện tại. Lê Cảnh An cắn chặt răng. Tào Vân vội vàng nhìn về phía Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, nếu con thật sự quen biết Trần Mỹ Huyên thì giúp họ giới thiệu đi, để tả hạo gặp Chủ tịch Trần một lần. Lê Văn Vân thở dài, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên. Tào Dung nhíu mày, các người còn muốn tiếp tục giả vờ à? Sao Lê Văn Vân có thể quen biết được với một người có địa vị như thế? Được rồi, chị hai, Lê Cảnh An, tôi xem xem các người định làm trò gì. Điện thoại của Lê Văn Vân rất nhanh đã kết nối, Lê Văn Vân đi ra một chỗ yên tĩnh, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Trần Mỹ Huyên vang lên, alo, Lê Văn Vân, có việc gì sao? Là thế này, bạn trai của em họ tôi lập một công ty trò chơi, cậu ta có một hạng mục đang tìm người đầu tư nên muốn đến gặp bà, nhưng mà công ty của họ quy mô nhỏ, trước đây có vẻ như từng bị công ty của bà từ chối. Bà có thể dành một chút thời gian đến gặp cậu ta không? Lê Văn Vân nói, đương nhiên là có chấp nhận đầu tư hay không thì vẫn phải do bên bà đánh giá hạng mục của cậu ta thôi. Trần Mỹ Huyên gật đầu, không thành vấn đề, công ty của họ tên là gì? Tôi cũng không biết, nhưng mà người muốn tìm bà bàn việc tên là Tả Hảo. Lê Văn Vân nói chương 183, đúng vậy, khoác loác quá quen. Có, có tả hạo vội vàng trả lời, giọng của anh ta có một chút kích động. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tả hạo nhìn Lê Văn Vân rồi lại nhìn Tào Dung, gì à, tập đoàn Hoàn Vũ đã xem tài liệu mà con gửi qua rồi, họ hẹn con ngày mai đến công ty. Vẻ mặt của Tào Vân và Lê Cảnh An đều hiện lên sự vui mừng, Tào Vân cười nói, em xem, Lê Văn Vân thật sự có quen biết với Chủ tịch Trần. Chúng ta đều là người nhà, nếu có thể giúp được gì thì nhất định sẽ giúp, em đừng có nói mấy lời khó nghe như vậy nữa mà." Lê Văn Vân không nói gì cả, nếu như không vì bố mẹ thì còn lâu anh mới giúp, giúp khi khô ấy chứ giúp." Tả Hạo cười cười rồi đứng dậy nói, "Chú Lệ, hình như mọi người nhầm lẫn gì rồi. Vừa nãy người của tập đoàn Hoàn Vũ nói là sau khi chủ tịch Trần đọc xong tài liệu của con, bà ấy mới quyết định hẹn gặp con, không có liên quan đến Lê Văn Vân cả." Như gì Tào nói, Lê Văn Vân ngồi tù 9 năm Nhờ có chủ Lê mới vào được tập đoàn Hán Vũ. Con không tin anh ấy quen với chủ tịch Trần, chuyện lúc nãy có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, có lẽ lúc mà Lê Văn Vân giả vờ gọi điện cũng là lúc chủ tịch Trần đang xem tài liệu của con." Tào Dung lập tức gật đầu nói, "Đúng vậy, đây là do chủ tịch Trần xem xong tài liệu của Tả Hạo rồi mới đồng ý gặp mặt, chuyện này chứng tỏ bọn họ đề cao hạng mục của Tả Hạo. Mấy người đừng có ở đây diễn trò với tôi." "Đúng thật là, vậy mà là chị em ruột cơ đấy." không đồng ý giúp chúng tôi thì thôi đi, còn ở đây diễn trò. Tào Dung nói, tôi còn tính giới thiệu cho Lê Văn Vân đối tượng để xem mắt, thôi bỏ đi. Đợi đến lúc tập đoàn Hoàn Vũ đồng ý đầu tư vào hạng mục của Tả Hạo, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, rồi còn chuyện kết hôn với Liễu Ngọc, sẽ có lúc mấy người đến cầu xin tôi. Lê Văn Vân híp mắt, anh nhìn Tả Hạo, ánh mắt của anh thoáng hiện lên một tia tức giận. Sắc mặt Tào Vân và Lê Cảnh An thoáng thay đổi. Lê Cảnh An thở dài nói, thôi vậy, mấy người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hừ, Tào Dung đứng dậy, bà ta kéo tay của Liễu Ngọc rồi nói, Liễu Ngọc, tả hạo chúng ta về thôi. Nói xong, ba người liền xoay người đi ra khỏi phòng. Trong suốt cả cuộc nói chuyện, ánh mắt của Liễu Ngọc không có thay đổi gì. Nhưng lúc rời khỏi phòng, biểu cảm của cô ấy lại có chút khó hiểu nhìn Lê Văn Vân. Sau khi bọn họ rời đi, Tào Vân có chút hoài nghi nhìn Lê Văn Vân, Văn Vân, lúc nãy là con giả vờ gọi điện hay là lê văn vân bất lực nói bố mẹ hai người còn không biết sao chính con là người đã tự đến tập đoàn hãn vũ để xin việc nếu dì út đã cho rằng con đang diễn thì con cũng hết cách thật sự là con và chủ tịch trần đã tình cờ quen biết nhau quan hệ cũng khá tốt lúc nãy nhờ con gọi điện nói một tiếng bà ấy mới đồng ý nói đến đây anh cao mày tả hạo không phải là người tốt không thể để liễu ngọc ở bên cạnh anh ta được nói xong anh lấy điện thoại ra, con sẽ gọi cho Trần Mỹ Huyên, nói với bà ấy hủy buổi gặp mặt với Tả Hạo. Tảo Vân liền nói, Vân Vân, thôi bỏ đi con. Nếu như dì út con mà biết thì bà ấy sẽ từ mặt chúng ta đấy, has. Lê Văn Vân cau mày, anh biết bố mẹ anh rất quý trọng người thân ruột thịt. Anh cũng không muốn cãi lời bố mẹ, anh thở dài rồi cất điện thoại, vâng ạ. Đúng rồi, Tào Vân nói, ngày mốt là đại thọ 98 tuổi của bà ngoại con. Kể từ lúc con gặp chuyện, bà ngoại con lúc nào cũng nhớ đến con hết sau khi con trở về cũng chưa có cơ hội đến thăm bà vậy nên ngày mốt chúng ta cùng đi đi lê cảnh an gật đầu ngày mai bố sẽ đến gặp chủ tịch lôi để xin cho con nghỉ một ngày bố sẽ đưa cho con tiền để con đi mua quà cho bà ngoại vừa nghĩ đến bà ngoại của mình lê văn vân liền mỉm cười từ nhỏ bà ngoại đã rất thương anh anh gật gật đầu nói vâng ạ mà con có tiền rồi bố không cần đưa tiền cho con Lê Cảnh An gật đầu nói, "Được rồi, không còn việc gì nữa thì con đi nghỉ đi, bố xem phim một lát nữa rồi cũng đi ngủ." Lê Văn Vân gật gật đầu, sau đó quay về phòng của mình. Bỏ qua mọi bận tâm trong lòng, Lê Văn Vân bắt đầu xếp chân ngồi tu luyện. Có một ngôi làng trong núi xung quanh Lâm Hải, nơi này là căn cứ tạm thời của người gác đêm. Ở đây không có nhiều người, chỉ có khoảng mấy trăm người sống chung với nhau tạo thành một ngôi làng. Mặc dù nhỏ nhưng cách mà họ xây dựng xóm làng vô cùng hiệu quả và thông minh. Bởi vì hôm qua phải thi hành một nhiệm vụ nên họ tạm thời ở lại Lâm Hải một ngày một đêm, bây giờ mới có thể quay về làng. Mấy người Nguyễn Vũ Đồng ngồi trong xe, mắt nhìn ra bên ngoài. Khắp nơi có rất nhiều người vác đao đi qua đi lại. Ba người Nguyễn Vũ Đồng ngồi trong xe bị dọa đến ngây người ra. Ở đây, có người đang so tài với nhau, bọn họ lao vào đánh nhau các thanh đao va vào nhau rồi lóe sáng cảnh tượng không khác gì trong mấy bộ phim điện ảnh bọn họ còn tận mắt nhìn thấy một người dùng nắm đấm của mình đập bể một tảng đá mặc dù trước đó bọn họ đã được báo trước nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy vẫn không tránh khỏi được sự kinh hãi cô ta không nghĩ là trên thế giới thật sự vẫn có một tổ chức như thế này một tổ chức thoát ly hẳn với những người bình thường ở ngoài kia điều khiến cô ta kinh hãi còn là chuyện chồng cũ của cô ta đã từng là một thành viên trong tổ chức này hơn nữa còn là người lợi hại nhất. Nhưng mà vì cô ta chê anh quá nghèo nên đã ly hôn với anh. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân đã làm một chuyện hết sức ngu xuẩn. Chương 184 câu cuối cùng là bà ấy nói với Liễu Ngọc. "Hả, đây là hai mẹ con mà bác sĩ Tuyết đã từng nói đến sao? Người mà chê Lê Văn Vân, nghèo nên bỏ cậu ta." Tất Hoa Vũ lớn tiếng nói, "Thật là ngạo mạn quá đi, không ngờ lại có người dám chê Lê Văn Vân nghèo." ông đây chưa bao giờ gặp ai giàu hơn cậu ta lập tức tất cả người có mặt ở đây đều nhìn vào phía trong xe ba người nguyễn vũ đồng ở trong xe nhìn thấy những ánh mắt tò mò của đám người ngoài kia trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu bọn họ có thể nhìn ra những ánh mắt ấy là những ánh mắt đang chế giễu bọn họ nói lê văn vân nghèo giống như là đang nói đến một chuyện buồn cười nhất trên thế giới này được rồi đừng có đùa nữa, sắp xếp cho họ hai đội viên nữ để làm công tác tư tưởng cho họ. Những người khác chuẩn bị đi đến Lâm Hải để thực hiện nhiệm vụ. Tần Quốc Thành khoát khoát tay nói. Nhiệm vụ, mắt tất hoa vũ sáng lên, nhiệm vụ gì vậy? Ánh mắt của Tần Quốc Thành hơi khựng lại, giọng nói cũng có phần nghiêm trọng, đã phát hiện tung tích của số 2. Nhiệm vụ đêm nay là phải chóc nã cho được số 2, bắt anh ta về đây. 12 giờ đêm, Lê Văn Vân từ từ mở mắt sau vài tiếng tu luyện anh cảm thấy cả người trở nên rất sảng khoái anh nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài là một màn đêm đen kịt lê văn vân thở ra một hơi rồi đi ra ngoài anh vẫn chưa điều tra ra chỗ ở của lê hành nên không thể đi tìm lệ hành để hỏi chân tướng của sự việc hôm qua từ chỗ của lê vân sinh anh mới biết được mọi chuyện là do lê hành đứng đằng sau sai khiến sau khi nghe được tin đó anh vẫn không ngừng suy nghĩ về nó lê hành có lý do của ông ta lúc ông ta và Lê Cảnh An cạnh tranh với nhau, vì để Lê Cảnh An mất đi ưu thế, ông ta đã ra tay hãm hại. Có như thế ông ta mới có khả năng chiến thắng, ông ta hoàn toàn có động cơ. Nhưng Lê Văn Vân vẫn còn nhớ rất rõ, buổi họp mặt thường niên năm đó, bàn của anh Toàn là những người trẻ tuổi của nhà họ Lê, bia mà Lê Văn Vân uống đều do chính anh mở. Điều đó có nghĩa là, chuyện anh bị bỏ thuốc mê chắc chắn là do một trong số những người trẻ tuổi trên bàn đã làm bởi vì lúc đó Lê Văn Vân có được những thành tích rất tốt nên được nhà họ Lê xem trọng. Vì vậy những người ngồi cùng anh tất cả đều là con cháu của dòng chính, chắc chắn không có ai là dòng thử. Vì vậy khi mà Lôi Bân nói với anh chuyện này có liên quan đến người nhà họ Lê, anh đã bắt đầu liên kết các sự việc lại với nhau và cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến dòng chính của nhà họ Lê. Nhưng Lê Hành giống với Lê Cảnh An, cả hai đều là con cháu của dòng thứ. Dĩ nhiên nếu đi theo hướng lập luận này muốn tìm ra chân tướng của sự việc để rửa sạch tội danh cho bản thân lê văn vân cảm thấy không có vấn đề gì là quá khó sau khi đã suy nghĩ cẩn thận lê văn vân quyết định ngày mai sẽ bảo lôi bân điều tra chỗ ở của lê hành sau đó anh sẽ dùng một chút thủ đoạn để xử lý tiếp nghĩ đến đây đôi lông mày của anh hơi cao lại anh nằm trên giường tiếp tục ngủ một đêm trôi qua ngày hôm sau anh bị lê cảnh an gọi dậy từ rất sớm sau đó Lê Cảnh An lái xe đưa anh đến tập đoàn Hán Vũ. Lê Văn Vân cảm thấy anh nên dọn ra ngoài ở riêng. Nếu không sẽ không có ngày nào anh được ngủ thẳng cẳng, hơn nữa lúc cần hành động cũng thuận tiện hơn nhiều. Nhưng mà anh vừa mới quay về Lâm Hải, cũng đã 9 năm không gặp bố mẹ, anh nên ở bên cạnh họ nhiều hơn mới phải. Sau khi đến công ty, Lê Văn Vân lại tìm lý do để đánh bài chuồn. Anh chạy đến nhà của Đặng Hân Hân tiếp tục ngủ. 10 giờ sáng, trong một văn phòng làm việc ở tập đoàn Hoàn Vũ của Trần Mỹ Huyên, Trần Mỹ Huyên mặc một bộ quần áo màu trắng của hãng OL, bà ấy cùng một vài người khác lần lượt đi vào phòng họp, trên tay của bọn họ ai nấy cũng cầm văn kiện tài liệu. chương 185 anh nằm mơ đi. Bản thân có được cuộc hẹn ngày hôm nay tất cả là nhờ vào cuộc điện thoại hôm qua của Lê Văn Vân. Hôm qua anh ta thật sự đã gọi điện cho Chủ tịch Trần. Tả hạo bị dọa đến ngây người. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt hôm qua lúc lời đi, anh ta đã nói những lời vô cùng khó nghe, vậy mà Lê Văn Vân lại không gọi cho Trần Mỹ Huyên nói bà ấy hủy cuộc gặp mặt hôm nay. Thật ra, Tả Hạo rất xem thường Lê Văn Vân, bản thân anh ta luôn tự mình phấn đấu, lại là người trẻ tuổi vì vậy luôn cho rằng giá trị của bản thân rất cao. Còn Lê Văn Vân đã ngồi tù 9 năm, anh chỉ vừa mới ra tù, hơn nữa tội danh của anh còn là cưỡng dâm. Chính vì thế mỗi lần đứng trước Lê Văn Vân, anh ta luôn cảm thấy mình rất tài giỏi. Nhưng bây giờ, Lê Văn Vân vậy mà thật sự có quen biết với một vị chủ tịch tài giỏi bậc nhất trong giới làm ăn như Trần Mỹ Huyên. Chuyện này khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên và không tài nào có thể hiểu được. Liễu Ngọc đứng ở bên cạnh, lúc đầu cô ấy cũng có chút kinh ngạc, sau khi đã hiểu ra mọi chuyện sắc mặt của cô ấy lại trở nên vô cùng phức tạp. Sau đó, vì quá tò mò nên đã trực tiếp hỏi Trần Mỹ Huyên, Chủ tịch Trần, bà thật sự có quen biết với Lê Văn Vân. Trần Mỹ Huyện cười nói, chuyện này nói ra cũng là một cái duyên. Cậu ấy giúp tôi một chuyện vì thế hai chúng tôi mới quen biết nhau. Nói xong, bà ấy ngồi xuống, hai người cũng ngồi đi. Hai người hãy giới thiệu về hạng mục và bản kế hoạch của mình. Đây là tổ đánh giá của công ty chúng tôi. Lê Văn Vân đã cho cô cậu một cơ hội, công ty của chúng tôi cũng không thể đầu tư một cách bừa bãi được. Chúng tôi phải xem xét hạng mục của hai người có tiềm năng hay không. Hai người ngồi xuống, Thế nhưng lúc này Liễu Ngọc không còn tâm trạng để giới thiệu nữa. Ánh mắt cô ấy có chút sao nhãng, không biết là đang nghĩ chuyện gì. Sau khi Tà Hạo ngồi xuống, anh ta giới thiệu một cách đầy tự tin, đây là một hạng mục về trò chơi. Tôi đã lên ý tưởng từ rất lâu rồi, nó nhất định sẽ trở thành một trò chơi có sức hút. Nếu đem so sánh với LOL hay Vương Giả thì có thể sẽ không bằng, nhưng sự sôi động của nó chắc chắn sẽ không thua kém gì sau đó anh ta trình chiếu PPT và bắt đầu giới thiệu. Trần Mỹ Huyên nghiêm túc lắng nghe, bà ấy cao chặt mày. Đội đánh giá cũng không ngừng trao đổi ý kiến với nhau. Sau nửa tiếng đồng hồ, tả hạo dừng phần trình bày, anh ta nhìn về phía Trần Mỹ Huyên. Trần Mỹ Huyên ngồi ở phía đối diện, trên gương mặt bà ấy không có quá nhiều dấu vết của thời gian, ngược lại còn đem đến cho đối phương một cảm giác, đó chính là đang được chiêm ngưỡng cái đẹp khí chất đó khiến tả hạo bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Trần Mỹ Huyên cau mày nói, chúng tôi cần phải thảo luận một chút, hai người đợi một lát. Khoảng 10 phút sau, Trần Mỹ Huyên ngẩng đầu lên nói, cậu tả, thật xin lỗi. Chúng tôi cảm thấy hạng mục trò chơi này của cậu không phù hợp với công ty của chúng tôi. Tả hạo sửng sốt, mặt anh ta biến sắc, về số tiền đầu tư chúng ta có thể thương lượng. đây thật sự là một hạng mục rất có tiềm năng. Thật xin lỗi, trần mỹ huyên lắc đầu nói đây là quyết định sau khi đã đánh giá của chúng tôi tôi cũng không còn cách nào khác chuyện làm ăn của công ty không phải một mình tôi là có thể quyết định được sắc mặt của tả hạo vô cùng u ám anh ta nói chủ tịch trần hôm qua lê văn vân đã nói gì với bà rồi phải không ví dụ như chuyện đứng đầu tư vào hạng mục của tôi trần mỹ huyên cau mày sao cậu lại nói như vậy làm ăn là làm ăn bạn bè là bạn bè nếu như có một mối làm ăn tốt dâng đến cửa, chúng tôi sẽ không vì vài câu nói của Lê Văn Vân mà từ bỏ nó. Chỉ là chúng tôi cảm thấy hạng mục này của cậu không có triển vọng. Đương nhiên đây chính là quyết định sau khi chúng tôi đã cùng bàn bạc với nhau. Cậu có thể tìm đến công ty khác để hợp tác. Bà ấy cười cười rồi nói, chào cô cậu. Nói xong, bà ấy liền rời khỏi phòng họp. Nhìn thấy Trần Mỹ Huyên rời đi, sắc mặt của tà hạo càng thêm tệ, anh ta đấm tay lên bàn nói, Liễu Ngọc, đây nhất định là chuyện tốt mà lê văn vân đã làm anh ta đã gọi điện cho chủ tịch trần bảo bà ấy đừng đầu tư vào hạng mục của chúng ta bảo bà ấy hôm nay hãy nói những thứ không tốt về chúng ta mục đích là muốn làm nhục chúng ta liễu ngọc sửng sốt nói chắc không phải vậy đâu có thể là do chủ tịch trần không đánh giá cao hạng mục của chúng ta nhất định là do anh ta làm hạng mục của anh rõ ràng là rất tốt chủ tịch trần không thể có lý do gì để từ chối sắc mặt tả hạo vô cùng u ám, anh sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Audio điện tử võ tấn bền chương 186 anh thật đúng là có phúc. Anh nghĩ hay quá nhỉ, đỗ tịch tịch cười cười, lại hỏi tôi trả tiền được chưa, hai ngàn. Lợi hại, Lê Văn Vân nhếch miệng cười cười. Sau đó, anh nhìn khắp nơi hỏi, à, Trần Hiểu Nguyệt đâu? Cậu ấy ra ngoài gặp bạn mình rồi. Đỗ tịch tịch nói, đàn ông các anh ai cũng háo sắc, anh chính là thấy hiểu nguyệt của chúng tôi gợi cảm hôm qua trong mắt suýt thì rớt cả xuống lòng yêu cái đẹp mọi người đều có cả lê văn vân vội ho một tiếng vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó cùng đỗ tịch tịch rời đi trước mặt đặng hân hân hai người ngồi xe chạy đến một khách sạn ăn cơm khi đã đến cửa khách sạn đỗ tịch tịch và lê văn vân từ trên xe taxi bước xuống lúc này ở trước cửa ra vào có hai nữ một nam đứng đó thấy đỗ tịch tịch hai cô gái vội vàng đón tiếp bọn họ ôm đỗ tịch tịch một cái một người trong đó nói tịch tịch đã lâu không gặp tôi nhớ muốn chết tôi cũng vậy đỗ tịch tịch vừa cười vừa nói có thể thấy cô ấy có quan hệ không tồi với hai cô gái trên mặt lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm vị này là bạn trai cậu à lúc này một cô gái cười tủm tỉm nhìn lê văn vân khi nhìn thấy cách ăn mặc của lê văn vân lại lơ đãng nhíu mày Lê Văn Vân nắm bắt rõ ràng thay đổi trong tâm trạng cô ta, nhưng cũng không thèm để ý. Bên cạnh, một cô gái cao ít nhất 1m75 vừa cười vừa nói, anh thật đúng là có phúc, anh không biết đâu, Đỗ Tịch Tịch là hoa khôi trong trường Đại học Lâm Hải của chúng tôi. Hồi đó, trường không biết có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cậu ấy, giờ thì anh được hời rồi. Đỗ Tịch Tịch nói thầm với Lê Văn Vân, đã nghe thấy chưa, đây chính là phúc của anh đấy. Nói rồi, Cô vừa cười vừa nói, giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai tôi Lê Văn Vân, hai vị này là bạn cùng phòng hồi đại học của em. Nói xong, cô chỉ vào cô gái khá cao kia rồi nói, đây là Hà Diệp. Còn vị này là Lý Doanh. Lý Doanh là một cô gái hơi mập, hai cô gái hiển nhiên đều không phải người giàu có gì cả, chỉ là nhân viên văn phòng rất bình thường. Cũng chỉ là nhân dịp giữa trưa này, mới có cơ hội mời Đỗ Tịch Tịch ăn cơm. Đỗ Tịch Tịch nhìn về phía người thanh niên duy nhất đeo kính, hơi gầy gò, nói: "Đây là bạn thời đại học của bọn em, Vương Diệu." Lê Văn Vân đưa tay ra nói: "Chào anh." Chương 187 Uống chút vang đỏ thì không có việc gì cả. Anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân, phát hiện Lê Văn Vân làm vẻ vô tội, hơn nữa còn nhún vai buông tay với anh ta, dường như đang nói cô ấy thích tôi, tôi cũng chẳng còn cách nào. Mặt Vương Diệu tức đến méo cả mũi. Bên cạnh Lý Doanh vội vàng nói, được rồi, Vương Diệu, cậu đã nói, sẽ không gây chuyện thì bọn tôi mới nguyện ý cho cậu đến. Bớt tranh cãi đi, tôi đã đặt chỗ xong rồi, đi lên ăn cơm trước đi. Sắc mặt Vương Diệu khó coi, nhìn Lê Văn Vân thật sâu, sau đó một đám người đi vào trong quán rượu. Sảnh lớn trên tầng 3 khách sạn là một địa điểm ăn đồ Tây, dĩ nhiên không phải loại cực kỳ đắt đỏ, một bữa ăn có thể lên tới mấy chục nghìn đô. Nhưng mà cũng chẳng rẻ, Bình quân mỗi người đều phải tốn ít nhất 4.500. Là nơi đón tiếp một số công nhân cổ vàng tương đối lâu dài. Sao công nhân cổ vàng Goller Worker là những người làm công ăn lương có trình độ đại học, cao đẳng hoặc tốt nghiệp các trường dạy nghề, trường kỹ thuật. Gọi đồ ăn xong, mấy người bắt đầu hàn huyên, Vương Diệu chủ động nói, các cậu không biết đâu, ở tập đoàn Diệp thị bên kia, mặc dù tiền lương không tồi, nhưng mà thật sự vô cùng mệt mỏi giờ làm việc mỗi ngày của tôi đều phải đến mười mấy tiếng. Bên cạnh, Lý Doanh chép miệng nói cậu thế còn tốt chán, ngược lại thì bây giờ tôi đang trong một công ty không tính là lớn, mỗi tuần làm sáu ngày, một tháng cũng chỉ hơn một trăm ngàn. Bọn họ đều tốt nghiệp Đại học Lâm Hải, xem như là một trong những trường đại học top đầu. Viêm hạ, tốt nghiệp Đại học Lâm Hải, tiền lương cũng sẽ không quá thấp, bọn họ mới tốt nghiệp thời gian vòng một hai năm. Tiền lương nhận được đã cao hơn rất nhiều người làm hơn mấy năm vẫn thật hâm mộ tịch tịch quá đi, trong nhà có tiền như vậy. Hà Diệp cười hì hì nhìn đỗ tịch tịch. Đỗ tịch tịch ngược lại không nói gì thêm, chỉ cười cười. IQ của cô ấy kỳ thật rất cao, nếu như nói về gia tộc của mình, sẽ khiến trong lòng các cô gái kia không thoải mái. Vương Diệu lại mở miệng nói, nhưng mà cũng khá tốt, tôi đây leo lên rất nhanh trong hai năm qua, nhà họ Diệp sắp tổ chức sát hạch, nếu mà thuận lợi, mấy ngày kế tiếp tôi có thể trở thành một trong những quản lý bên tầng này của bọn họ rồi kiểu công ty gia đình này muốn leo cao cũng khó lý doanh nói ừ nhưng dù sao tôi cũng quá đáng tích lũy một vài vây cảnh của nhà họ diệp sau này nhất định sẽ ra ngoài gây dựng sự nghiệp vương diệu liếc mắt nhìn lê văn vân có hơi ngạo nghễ nói cấp quản lý bên này lương một năm cộng với chia hoa hồng thể nào cũng phải hơn trăm triệu bây giờ xe hơi nhà ở tôi đều mua cả rồi chỉ đợi đến khi có chút tiền và mối quan hệ riêng, đi ra tự làm một mình. Trên mặt Lý Doanh và Hà Diệp đều lộ ra vẻ hâm mộ. Ánh mắt hai người càng khiến Vương Diệu vô cùng hưởng thụ, anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân bên cạnh, dường như đang tự khoe khoang với Lê Văn Vân. Kết quả lại phát hiện Lê Văn Vân một vẻ hoàn toàn không có hứng thú, đang nhìn bốn phía xung quanh. Nhà quê, trong lòng anh ta mắng một câu. Chương 188 nhưng mà Vương Diệu thì khác vẻ trào phúng trên mặt vương diệu càng lớn hai người lý doanh và hà diệp bên cạnh có hơi xấu hổ đương nhiên cũng có chút chờ mong thu nhập của các cô không thể nào gánh nổi chút vang đỏ đắt tiền cho bọn họ anh đã nói vậy rồi tôi đương nhiên không thể từ chối anh được lê văn vân vừa cười vừa nói sắc mặt vương diệu vui vẻ sau đó ngẩng đầu nói phục vụ rất nhanh một nhân viên phục vụ đã tiến lại gần hỏi thưa ngài Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Vương Diệu vừa định nói chuyện, Lê Văn Vân đã mở miệng nói, vang đỏ đắt nhất ở chỗ này của các người, mở một chai. Hả, Vương Diệu nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên. Một cái, vang đỏ ở nhà hàng trong khách sạn này, sắp xỉ khoảng 500 ngàn. Lấy một chai rượu vang đắt nhất của các người đi, Lê Văn Vân cười mỉm nói với nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ hơi xứng người một lát, sau đó nói, thưa anh, rượu vang đắt nhất bên chúng tôi là 500.000 tệ. Ở bên cạnh, đỗ tịch tịch cũng xứng người, sau đó thì cũng nở nụ cười trên môi. Cô ấy vốn dĩ không thích Phương Diệu, thời đại học Phương Diệu luôn bám lấy cô ấy không buông, cô ấy thấy rất phản cảm, nhưng mà vì theo đuổi đỗ tịch tịch, anh ta thường xuyên mời bạn cùng phòng với đỗ tịch tịch ăn cơm, dẫn đến quan hệ của anh ta với bạn cùng học đỗ tịch tịch cũng vô cùng tốt. Lần này cũng là do Lý Doanh với Hà Diệp nói tin tức của Đỗ Tịch Tịch cho anh ta biết, sau đó thì anh ta chạy theo đến đây. Mặc dù Đỗ Tịch Tịch không biết ra thế của Lê Văn Vân, nhưng mà dựa vào việc cô ấy biết Lê Văn Vân có một thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải, thì cô ấy biết giá tiền của chai rượu vang này đối với Lê Văn Vân mà nói hoàn toàn không là gì cả. Nhưng mà Vương Diệu thì khác. Bây giờ anh ta vẫn không phải là tầng lớp quản lý ở nhà họ Lê, không có cách nào đạt đến cấp bậc tiền lương hơn triệu tệ, từ cái việc lúc nãy Vương Diệu khoe khoang, có thể thấy nếu như bây giờ lương của Vương Diệu rất cao, thì anh ta tuyệt đối sẽ nói ra. Nhưng anh ta không nói, thật ra đã chứng minh chút tiền lương đó của anh ta cũng khá bình thường. Có lẽ chi trả một chai rượu 20.000 tệ thì không sao, nhưng loại lượu 500.000 tệ này đối với anh ta mà nói, e là phải mất mấy trăm nghìn tiền lương. Cô ấy cười cười nói với nhân viên phục vụ, đi lấy đi. Nhân viên phục vụ gật đầu, rời khỏi bàn ăn. Lý Doanh với Hà Diệp ở bên cạnh đều có vẻ rất kinh ngạc, hoàn toàn không thể mở miệng nói chuyện được. Họ cũng tưởng Lê Văn Vân nhất định là không có tiền gì, cũng biết Phương Diệu bảo Lê Văn Vân trả tiền cùng, chỉ là vì muốn làm nhục Lê Văn Vân. chương 189 anh ta của lúc này vô cùng hối hận. Sắc mặt Phương Diệu trở nên u ám thất thường, anh ta nghiến răng nhìn Lê Văn Vân nói, nếu anh ta thật sự có tiền, mà đi xe taxi với em. Mà mặc thành bộ dạng như anh ta bây giờ. Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói, anh tưởng rằng mỗi người đều giống như anh, sợ người khác không biết mình có bao nhiêu, chỉ dựa vào chút tiền lương đó của anh mà còn không biết xấu hổ cứ lấy ra khoe khoang. Trong lúc mọi người nói chuyện, nhân viên phục vụ bưng một chai rượu đi tới. Sau khi đến trước mặt thì anh ta nhỏ tiếng hỏi, thưa anh, bởi vì là rượu khá quý giá, mặc dù đã mở rồi, nhưng mà phải yêu cầu anh trả tiền mới có thể lên bàn được. Lê Văn Vân cười híp mắt liếc nhìn vương rượu một cái. Sau đó đưa thẻ kim cương cho nhân viên phục vụ, nói: "Được." Sau đó Lê Văn Vân móc điện thoại ra, mở chỗ quét mã nhận tiền trong Alipay và nói: "250.000, chuyển khoản là được." Sắc mặt Phương Diệu trở nên u ám thất thường. Lúc nãy anh ta vừa mới thấy Lê Văn Vân quả thật tự móc thẻ mình ra, không phải thẻ của Đỗ Tịch Tịch. Anh ta của lúc này vô cùng hối hận. Bất luận như thế nào anh ta cũng không ngờ, Lê Văn Vân lại lừa anh ta một vố. Hà Diệp với Lý Doanh đều nhìn sang anh ta, anh ta nghiến răng, chỉ có thể bất chấp khó khăn nói, tiền của tôi bỏ hết vào trong quản lý tài sản rồi, không có nhiều tiền mặt như vậy. Lê Văn Vân khoái chí, anh cười híp mắt nhìn Vương Diệu hỏi, tôi vừa nghe anh nói, còn tưởng rằng anh có xuất thân mấy trăm triệu tệ đấy. Tôi, Vương Diệu xanh mặt luôn rồi. Nỗi nhục lúc nãy, bây giờ Lê Văn Vân trả lại cho anh ta một cách toàn vẹn, anh ta của lúc này hận không thể tìm một cái hố chui vào. Thế này đi, Lê Văn Vân cười híp mắt nhìn anh ta nói, mời uống rượu vang là do anh đề nghị, chúng ta mỗi người trả một nửa, tôi cũng đồng ý rồi, bây giờ thì sao, rượu vang cũng đã mở rồi, số tiền này anh phải trả cho tôi mới được, bây giờ anh có bao nhiêu tiền thì cứ chuyển cho tôi bấy nhiêu vậy, số còn lại thì ghi giấy nợ, không được thiếu một xu nào. Vương Diệu ngồi bên đó, hoàn toàn không dám lên tiếng, ngoan ngoãn chuyển khoản 50.000 tệ cho Lê Văn Vân, sau đó lại ghi một tờ giấy nợ 200.000 tệ. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã quẹt thẻ xong, bưng rượu vang đi ra, đồng thời rót cho mỗi người một ly. Đỗ tịch tịch cười, nâng ly nói, chúc mừng sự hội ngộ của chúng ta. Chuyện cũng đã xảy ra, Phương Diệu cũng không làm sao được, anh ta chỉ có thể nâng ly rượu lên, uống một ngụm. Nhưng mà anh ta không cảm thấy rượu này ngon chút nào, mà còn rất đẳng, đẳng đến nỗi không nói nên lời. Đây là 250.000 tệ đấy, dựa vào tiền lương hiện tại của anh ta, số tiền đó bằng với tiền anh ta làm việc cả nửa năm trời. Ra vẻ không thành, ngược lại còn tự đào hố cho mình chui vào. Lê Văn Vân nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ta thì trong lòng rất sảng khoái. Ăn được một lúc, Vương Diệu quả thực cảm thấy ở đây có chút mất mặt, anh ta giả vờ nhận cuộc điện thoại, sau đó nói công ty có chuyện thì đi mất. Lý Doanh với Hà Diệp, hai người sửng sốt được lúc thì tiếp tục nói chuyện với Đỗ Tịch Tịch, nhưng mà họ vẫn không ngừng thắc mắc mà quan sát Lê Văn Vân, dường như rất thắc mắc Lê Văn Vân rốt cuộc là người như thế nào vậy. Ăn xong cơm trưa, buổi chiều hai người còn phải làm việc nên tạm biệt đi trước. Đợi đến khi họ đi rồi, Đỗ Tịch Tịch mới cười mỉm chi, nói, Lê Văn Vân, chiều này của anh được đấy nha, lúc này tôi thấy cái dáng vẻ đó của Vương Diệu, trong lòng tôi vô cùng sảng khoái. Tự anh ta chạy đến trước mặt tôi mà ra vẻ, Lê Văn Vân thở dài một hơi nói, tôi cũng rất bất lực đấy. Nói đến đây, anh lại cười mỉm nói, đúng rồi, lúc nãy cô nói có sẵn lòng tiêu tiền cho tôi, hay là cô trả cho tôi 250.000 này đi. Si, đỗ tịch tịch bĩu môi, sau đó lại lẩm bẩm cái miệng nói, nhưng mà quả thực anh vì tôi mới tiêu số tiền này, anh đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi đi, tôi chuyển lại cho anh. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc phân tích của cô ấy, Lê Văn Vân bất giác ngây người, sau đó anh vô thức ngẩng đầu lên, xoa xoa đầu có giống như cặp tình nhân vậy, tôi đùa với cô đấy, Đỗ tịch tịch cũng ngây người, ngay sau đó mặt cô ấy đỏ bừng, vội vàng thoát ra khỏi tay Lê Văn Vân, chạy sang một bên nói anh đừng động tay động chân với tôi. Lê Văn Vân lúng túng sờ sờ mũi mình, cười nói, được thôi, tiếp theo đây cô. Hửm, chương 190 ông đúng là không biết xấu hổ. Bởi vì góc nhìn của Tà Hảo không được tốt nên hai người họ vẫn chưa về phát hiện ra sự tồn tại của Lê Văn Vân. Anh quen bọn họ sao? đỗ tịch tịch thấy lê văn vân chụp ảnh nên không nhịn được hỏi lê văn vân gật đầu nói người đàn ông kia là người yêu của em họ tôi đỗ tịch tịch ngạc nhiên một chút nói vậy anh không mau đi đánh anh ta lại còn đứng đây chụp ảnh lê văn vân sờ sờ mũi nói tình hình có chút phức tạp cô cũng biết hoàn cảnh của tôi sau khi trở về lâm hải có rất nhiều người này sinh nhiều thành kiến với tôi nếu tôi thực sự nói thẳng với bọn họ e là bọn họ cũng nghe không lọt tai, thậm chí còn nghĩ là tôi đang hại bọn họ. Đỗ tịch tịch sửng sốt một chút, sau đó nghĩ lại lúc đi ra ngoài ăn cơm, Lê Hoán cũng tốt, Trương Dục cũng tốt, lại ở ngay nơi công cộng phạm tội cưỡng gian. Cô nhìn Lê Văn Vân, cắn răng nói, Lê Văn Vân, nơi này có nhiều thù địch với anh như vậy, chỉ bằng anh đi cùng chúng tôi về Giang Thành đi, Lâm Hải này quả thực là thành phố lớn, phồn hoa hơn Giang Thành rất nhiều, nhưng bọn họ có gì giang thành cũng có đó sống ở giang thẳng cũng an nhàn hơn nhiều lê văn vân quay đầu nhìn vào đỗ tịch tịch nhịn không được muốn xoa đầu cô một cái thế nhưng đỗ tịch tịch lại tránh đi lê văn vân cười nói tôi không thuộc về thành phố nào hết tôi chỉ là một kẻ phiêu bạt ha ha đỗ tịch tịch không nói gì chỉ nhìn anh một cái trên thực tế quả thực lê văn vân có ý nghĩ như vậy từ khi trở thành người gác đêm đến nay anh đã phiêu bạt qua không ít thành thị trên thế giới này để chấp hành nhiệm vụ bây giờ mặc dù đã quay về thành phố lớn nhưng cũng chỉ là một mật vụ mạnh mẽ của người gác đêm mà thôi anh vẫn sẽ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ chỉ cần nhiệm vụ được giao xuống có lẽ anh sẽ rời khỏi lâm hải đi đến bất kỳ thành phố nào hơn nữa anh của sau này cũng sẽ trở về trong người gác đêm người gác đêm đều là người lang bạt hơn nữa cũng sẽ không biết khi nào sẽ chết cho dù có mạnh mẽ như Lê Văn Vân, ba năm trước cũng suýt nữa bỏ mạng. Cũng vì vậy mà mất trí nhớ ba năm. Bọn họ ẩn mình trong bóng tối, bảo vệ hòa bình cho thế giới này. Đỗ tịch tịch cũng không hiểu được. Được rồi, được rồi, anh là kẻ phiêu bạt, được chưa? Đỗ tịch tịch bĩu môi nói. Lê Văn Vân cười hì hì nói, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Chiều nay nhàm chán quá. Đi xem phim đi, đỗ tịch tịch nói. Lê Văn Vân gật đầu, hai người đi đến dạp chiếu phim xem một bộ điện ảnh, sau đó Lê Văn Vân lại suy nghĩ đến việc mua một món quà cho bà ngoại mình, thế nhưng lại không biết nên mua cái gì mới ốn. Sau khi suy nghĩ, Lê Văn Vân định sẽ đến hỏi lôi bân một bất động sản, sau đó tặng cho bà là được rồi. Khoảng 5 giờ, Diệp Mộng gọi điện đến, Diệp Mộng tan làm, tính đến tìm đỗ tịch tịch và bọn họ đi chơi. Lê Văn Vân trở về lâu như vậy vẫn chưa ăn được với bố mẹ bữa cơm nào trọn vẹn, anh không đi cùng bọn họ mà tự bắt xe về nhà. Về đến nhà cũng vừa hay khoảng 6 giờ, vừa mở cửa ra, anh đã nghe thấy từ trong truyền đến vài âm thanh bực bội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 191 vì sao anh vẫn muốn giúp đỡ chúng tôi? Lê Văn Vân cau mày, kéo một cái ghế ra ngồi xuống, sau đó với lấy bao thuốc trên bàn trà của Lê Cảnh An, tự chậm cho mình một. Điếu. Sau đó anh nhìn về phía Tào Dung giọng điệu bình tĩnh mở miệng nói, dị út, chuyện này không liên quan gì đến con, ngày hôm qua, nếu không nhờ vào cuộc điện thoại của con, tả hạo anh ta cũng không gặp được Trần Mỹ Huyên. Cậu đừng có giả vờ, bản thân là cái loại người gì vẫn chưa tự tỉnh ra à. Tào Dung lớn tiếng nói, là do cậu không muốn thấy tôi tìm được người con rể tốt, không muốn thấy con rể tôi phát đạt, tôi còn không hiểu suy nghĩ của cậu sao. Là do cậu đang ghen tị. Nếu không phải vì biết ơn sự chăm sóc của bà ta với bố mẹ, lê văn vân sớm đã đuổi bà ta ra ngoài rồi là họ hàng nhưng không thân thiết điều này lê văn vân đã sớm nhìn ra rồi ai đối tốt với mình xin trả lại gấp bội ai tồi tệ với mình không quan hệ gì với là được anh rít một hơi nhìn về phía tào dung rồi nói được rồi gì muốn nghĩ thế nào cũng được tào dung còn định nói thêm gì đó đúng lúc này liễu ngọc cắn răng đứng dậy nói mẹ mẹ đừng tranh cãi nữa tào dung ngẩn người sau đó yên lặng nhìn liễu ngọc liễu ngọc đứng dậy nhìn lê văn vân rồi nói lê văn vân chúng ta tâm sự một chút đi lê văn vân nhìn cô em họ mà mình từng thích đi theo sau lưng mình gật đầu nói được xuống đi dạo đi liễu ngọc hé miệng nói lê văn vân gật đầu liễu ngọc đi trước đi thẳng ra ngoài lê văn vân nhìn tảo dung sau đó đi theo liễu ngọc ra ngoài sau khi tiến vào thang máy hai người đều giữ im lặng một lúc sau Liễu Ngọc mới mở nói cảm ơn anh. Hử, Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn về phía cô ấy. Từ sau khi Lê Văn Vân trở về Lâm Hải, Liễu Ngọc để lộ không ít lòng thù địch với anh, không ngờ rằng lúc này cô ấy sẽ nói với anh hai chữ cảm ơn. Chương 192: Hạng mục bị cướp. Nhưng anh ta cũng không dám nhắc đến, hai ngày này, trong nhà đang gặp một khủng hoảng rất lớn. Một là, bị ngân hàng Tân Hải tạm ngừng hợp tác. Hai là, hạng mục bị cướp. Đây đều là những việc vô cùng đột ngột, khiến trong thời gian ngắn, nhà họ Vưu không thể trở lại bình thường được. Vưu Hiên ngồi ở ghế chính giữa trong phòng họp, sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm, đảo mắt qua tất cả mọi người rồi nói, "Bây giờ, chúng ta đàm phán hợp tác với ngân hàng khác, cùng lúc đó nhận hai dự án ở nơi khác, xem như có thể tạm thời ổn định tình hình rồi." Đúng vậy, nếu là trước đây, nếu bất chợt bị như vậy, nhà họ Vưu nhất định sẽ chấn động. Nhưng bây giờ, sau lưng nhà họ Vưu còn có Hồng Nguyệt chống đỡ, Hồng Nguyệt khống chế được không ít người giàu có trên thế giới này, những người này hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên liên kết với nhau dưới sự hỗ trợ của Hồng Nguyệt, bọn họ sẽ nhanh chóng ổn định được cục diện. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên chúng ta bị tổn thất lớn như vậy. Ánh mắt lạnh lùng của Vưu Hiển đảo qua Vưu Tường, còn đã điều tra ra được kẻ cầm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải chưa?" Đặng Hân Hân không muốn nói, anh ta cười khổ một tiếng. Vưu Hiển cười lạnh một tiếng, nhìn Vưu Tường rồi nói, bất luận là con dùng biện pháp gì, cũng phải cậy được mồm cô ta ra, nhớ kỹ, bất kỳ biện pháp gì. Vưu Tường gật đầu, nghĩ đến Đặng Hân Hân, trong ánh mắt thoáng qua một chút hưng phấn, con hiểu rồi. Bên kia, dưới khu chung cư của Lê Văn Vân, hai người Lê Văn Vân và Liễu Ngọc đi dạo trong khu chung cư, nhưng lúc này vẻ mặt của Liễu Ngọc không tốt lắm. Nhìn Liễu Ngọc nhíu mày, Lê Văn Vân thở dài, sau đó nhìn Liễu Ngọc nói, Liễu Ngọc, Chúng ta đều ngang vai vế, chúng ta cũng không có anh chị em ruột. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn coi cô là em gái, cho nên tôi mới có thể nói rằng Tả Hạo rất không thích hợp với cô. Liễu Ngọc nhíu mày nói, anh đừng nói vậy, trước đây quả thật tôi và anh rất thân thiết, nhưng tôi không ngờ anh lại làm ra chuyện như vậy. Đây chính là lừa đảo, anh không biết sau khi xảy ra chuyện của anh, lúc ấy tôi còn học cấp 2, bạn bè xung quanh tôi đã nói tôi như thế nào. Lê Văn Vân ngẩn ra, Chương 193 Nhiệm vụ hoàn thành. Hai người im lặng, Liễu Ngọc nhìn Lê Văn Vân, dù sao, điều nên nói tôi cũng nói rồi, tôi đi về trước. Nhìn bóng lưng của cô ấy, Lê Văn Vân chỉ đành gật đầu. Về đến nhà, Tào Dung đang nói chuyện, Liễu Ngọc lôi kéo Tào Dung, "Mẹ, đừng nói nữa, chúng ta đi về trước đi." Hừ, lúc này Tào Dung mới hử lạnh, đứng lên cùng Liễu Ngọc. Hai người Tào Vân và Lê Cảnh An lộ ra vẻ lúng túng. Tào Vân há miệng nhưng không nói gì. Đến khi hai người rời đi, Tào Vân nhìn Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, con đừng quan tâm lời gì con nói, tính gì ấy thế đấy, nói lấy chút thôi. Con không để ý, Lê Văn Vân cười nói, con còn chưa ăn cơm nữa, tối nay ăn gì thế? Có hầm một con gà, Tào Vân cười nói. Ăn cơm xong, Lê Văn Vân trở về phòng của mình. Sau khi về phòng, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Lôi Bân. Rất nhanh sau đó, điện thoại được kết nối, ở đầu kia, Lôi Bân hỏi, sao vậy? Đã tra ra địa chỉ của Lê Hàng chưa? Lê Văn Vân hỏi. Lê Hàng này cũng khá có năng lực, Lôi Bân nói, ông ta có tổng cộng 3 địa chỉ, Lôi Sơn Uyển có một ngôi biệt thự, Minh Nguyệt Hương Sơn có một băng ga lâu, ngoài ra còn có một biệt thự tương đối gần khu trung cư Dương Quang ở ngoại thành. Lát nữa tôi gửi địa chỉ cụ thể cho cậu, còn ông ta ở chỗ nào thì không rõ, ông ta còn có tình nhân, còn có đến mấy người ông ta đặt mua một vài bất động sản cho những tình nhân kia, cho nên tạm thời tôi chưa khoanh vùng được." Lê Văn Vân trầm ngâm. Đã 9 năm trôi qua, địa vị của Lê Hàng ở nhà họ Lê hẳn là càng ngày càng cao. Dĩ nhiên, Lê Hằng chỉ là chi thứ nên chỉ có thể kiếm một ít tiền, muốn leo đến cấp cao thật sự ở nhà họ Lê vẫn rất khó khăn. Với kiểu gia tộc có sản nghiệp này, tất nhiên cổ phần gì đó đều sẽ nằm trong tay dòng chính. Lê Văn Vân nhíu mày nói, "Được rồi, ông mau sai người cha rõ chỗ ở cụ thể gần đây của ông ta đúng rồi trong tay ông có bất động sản không sang tên một căn hộ cho tôi rộng một chút lắp đặt thoải mái một chút không thành vấn đề lôi bân gật đầu ngày mai tôi sai người đặt mua một cái cho cậu đúng vậy lê văn vân định cho bà ngoại mình một căn hộ ở lâm hải giá nhà tương đối cao nhưng đối với lê văn vân mà nói cũng chỉ là chút chuyện nhỏ chương 194 khẩu hiệu này đã bị các người sỉ nhục. Được, cô gái tóc ngắn cười khẩy nói, thế mà các người lại cầm đao chĩa vào tôi. Số 2, lúc này, một người tương đối cao đi ra, ông ta cao mày, là Tần Quốc Thành. Ông ta nhìn cô gái tóc ngắn và nói, người này không phải người của Hồng Nguyệt, cô có biết, anh ta là. Tôi mặc kệ anh ta là ai, giọng số 2 lạnh như băng, thản nhiên nói, anh ta tham dự vào hoạt động bao vây diệt trừ chúng ta 3 năm một lần, anh ta cũng được, bố anh ta cũng được, tội giết hết. Thù của số 7, chỉ có tôi báo. Trước đó cô trở về người gác đêm cùng chúng tôi đi, có chuyện gì thì chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Tần Quốc Thành Cao mày nói, hơn nữa, Lê Văn Vân cũng trở về người gác đêm rồi. Tôi không tin, giọng số 2 lạnh như băng, hoặc là các ông nói dối sự thật ban đầu, hoặc là các ông lừa anh ta, để anh ta không trở về người gác đêm. Nói xong, cô gái vùng trường đao chém ngang, Thản nhiên nói, hôm nay tôi phải giết người này. Các ông không ngăn được tôi. Tần Quốc Thành nhướng mày nói cô, Lê Văn Vân và số 7 đều là binh tôi mang ra ngoài, nghe tôi, không thể giết người này. Nếu cô cố ý muốn giết, vậy thì bước qua xác tôi đi. Vụt. Nói xong, Tần Quốc Thành rút trường đạo của mình ra, thở một hơi nói, vì tất cả sự sống. Sau lưng, mười mấy người đồng loạt tiến lên phía trước, đao phong sở chỉ, tâm chi sở hướng chiến đấu không có đường lui. Nói xong, tất cả bọn họ giơ tay lên, chỉ đạo về phía cô gái, dáng vẻ thấy chết không sờn. Người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đó mỉm cười, cười như không cười nhìn số hai cách đó không xa, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Số hai nghe vậy, cười lạnh, khẩu hiệu này đã bị các người sỉ nhục. Tần Quốc Thành nhướng mày nói, vẫn là câu nói kia, bây giờ anh ta ở việm hạ, anh ta không thể xảy ra chuyện gì ở chỗ này, tôi phải bảo vệ sự an toàn của anh ta. Cô trở về người gác đêm cùng chúng tôi, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Số 2 hừ lạnh, cất trường đạo trong tay đi, thản nhiên nói, nể mặt lão đội trưởng ông. chương 195 điều này, không hay lắm. Trên đường, Lê Cảnh An và Tào Vân dặn dò Lê Văn Vân, lát nữa có thể sẽ có mấy người nói chuyện khó nghe, còn đừng so đo với bọn ho. Lê Văn Vân cũng nghĩ đến, anh cười, lắc đầu nói, con biết rồi xe đã đi về phía trước nhưng Tào Vân vẫn hơi lo lắng. Dù sao đây cũng là đại thọ 80 tuổi của bà ngoại Lê Văn Vân nên chắc hẳn sẽ có khá nhiều người thân, họ hàng tới đó. Trên thực tế, ngày thường bọn họ cũng có thể cảm nhận được từ sau khi Lê Văn Vân gặp sự cố, thái độ của rất nhiều người đối với bọn họ đều không được tốt lắm. Dĩ nhiên là trừ lúc mượn tiền. Gần như người nhà họ Lê đã cắt đứt liên lạc với bọn họ, tuy người thân, Họ hàng của Tào Vân bên này có đỡ hơn một chút nhưng cũng rất hay phàn nàn. Bởi vì Lê Cảnh An đang làm giám đốc ở tập đoàn Hãn Vũ nên khá nhiều người thân, họ hàng đều muốn con mình được đến đó làm việc. Tuy nhiên sau khi Lê Cảnh An từ chối thì mấy người kia lại tỏ vẻ khó chịu, đương nhiên trong đó bao gồm cả Tào Dung và Liễu Ngọc. Mặc dù bình hướng bọn họ không nói gì cả nhưng chắc chắn trong lòng cũng có vướng mắc. Bây giờ Lê Văn Vân lại trở về, chuyện này khó tránh khỏi sẽ bị những người khác nhắc tới lê cảnh an và tào vân sợ anh không chịu nổi tâm trạng không ổn định dẫn đến cãi nhau với mọi người cho dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa thì con cứ cho vào tai nọ ra tại kia là được tào vân tiếp tục dặn dò mẹ mẹ yên tâm đi con cũng đã lớn rồi lê văn vân cười nói tào vân gật đầu sau đó dường như nghĩ tới điều gì bà ấy lại mở miệng đúng rồi vừa hay lần này đi qua đó thì bảo cậu giới thiệu bạn gái cho con đến lúc ấy các con cứ thử ở bên nhau xem. Lê Văn Vân hơi sửng sốt, điều này không hay lắm. Thật ra Lê Văn Vân vẫn chưa nói cho bố mẹ biết việc mình đã kết hôn, anh còn giấu bọn họ toàn bộ chuyện ở Giang Thành nữa. Nếu nói ra thì có lẽ càng khiến hai người lo lắng hơn. Ôi chao, gặp một lần cũng không làm con mất đi miếng thịt nào. Tào Vân nói, có lẽ đây là một cô gái tốt, đến lúc đó con phải chủ động một chút. Cô gái kia là họ hàng của mợ con, Mẹ gặp một lần rồi, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 196 con xin lỗi đã để bà lo lắng. Cậu, Lê Văn Vân mỉm cười. Hiển nhiên Tào Kim là một người có IQ tương đối cao, ông ta không hề đề cập đến chuyện gì trước mặt Lê Văn Vân cả, mà chỉ khẽ mỉm cười, nhanh vào gặp bà ngoại đi, bà ngoại cứ nhắc đến cháu mãi. Lê Văn Vân gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong khách sạn với bố mẹ bên trong tầng 2 đã ngồi khá nhiều người, bao gồm cả một nhà tào dung, bọn họ đang ngồi trước một cái bàn, vây quanh một bà cụ có mái tóc hoa dâm, đó chính là bà ngoại của Lê Văn Vân, La Trinh Ngọc. Một nhà liễu ngọc, còn có hai đứa bé của cậu Lê Văn Vân, anh họ Tào Trác Hào và chị họ Tào Duyệt đều ngồi ở trên bàn. Ngoài ra không ngờ Tả Hạo cũng ở đó, bọn họ đều đang vừa nói vừa cười. Lê Văn Vân mỉm cười đi tới trước mặt La Trinh Ngọc, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Bà ngoại, con trở về rồi." Mọi người trên bàn vốn đang vừa nói vừa cười bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lê Văn Vân. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của La Trinh Ngọc thoáng chốc cứng đờ, bà ấy mỉm cười nhìn về phía Lê Văn Vân, hốc mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. La Trinh Ngọc run rẩy đứng dậy, kéo tay Lê Văn Vân nói, "Mau để bà ngoại nhìn con thật kỹ nào." Trong lòng Lê Văn Vân cũng hơi xúc động. Anh là một người trong tình cảm ai tốt với anh thì đương nhiên anh sẽ trả lại gấp bội. Lê Văn Vân vẫn luôn ghi nhớ bà ngoại đã từng tỉ mỉ chu đáo đối với mình như thế nào, anh mỉm cười con xin lỗi đã để bà lo lắng. La Trinh Ngọc bật khóc, kéo lấy tay của Lê Văn Vân, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, lần này người một nhà chúng ta được đoàn viên rồi. Tào Trác hào biểu môi, sau đó hử lạnh. Bà ngồi xuống trước đã, Lê Văn Vân vội vàng nói, La Trinh Ngọc ngồi xuống nhưng vẫn kéo tay Lê Văn Vân mà không muốn buông ra. Bà cụ chính là như vậy, vì Lê Văn Vân biến mất 9 năm mới trở về nên dường như bà ấy sợ nếu bỏ tay anh ra thì anh sẽ lại chạy mất. Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó nhìn về phía hai người Tào Trác Hào và Tào Duyệt, anh họ, chị họ. Chương 197 con nói linh tinh cái gì đấy? Hình như Lê Văn Vân có chút giao tình với chủ tịch Trần. Tả Hạo nói, anh ta đã gọi điện thoại cho Chủ tịch Trần để Chủ tịch Trần không hợp tác với tôi. Lê Văn Vân nhướng mày. Ở bên cạnh, sắc mặt Liễu Ngọc vô cùng khó coi, cô ấy vừa định nói gì đó thì Tào Dung đã dùng thái độ quái gở mà mở miệng, đoán chừng là Lê Văn Vân này vừa mới ra ngoài, đời này cũng không thể kiếm được nhiều tiền gì nên khi nhìn thấy Liễu Ngọc của chúng ta tìm được một người bạn trai tốt như vậy thì sinh lòng đố kỵ ấy mà. La Trinh Ngọc sửng sốt, bà ấy lập tức nhìn về phía Lê Văn Vân. Ở bên cạnh, Tào Trác Hào cũng nhìn Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, cậu như vậy là hơi ác rồi đó. Tả Hạo vẫy tay áo nói, không sao, hợp tác mấy trăm triệu mà thôi, hạng mục của tôi cứ để ở đó, muốn tìm đối tác cũng rất dễ, chẳng qua tôi vẫn muốn nói với Lê Văn Vân rằng anh làm như vậy thật sự không được hay cho lắm. Thật sao, La Trinh Ngọc cao mày nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhướng mày, sau đó nhìn Tả Hạo, Tả Hạo, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà ngoại nên tôi không muốn cãi nhau với anh, có một số việc đừng nên nói trước mặt bà cụ, tôi sợ anh sẽ bị bẽ mặt. Hơn nữa cái công ty nát kia của anh vẫn chưa đủ tư cách khiến tôi đố kỵ. Ở bên cạnh, Tào Duyệt cười gần nói, sao nào, cậu cho mình quyền được làm nhưng lại không cho phép người khác nói ư. 9 năm trước còn ngại trong nhà chưa đủ mất mặt à. Bây giờ mãi Liễu Ngọc mới tìm được một người bạn trai có tiền, có lẽ người một nhà chúng ta sẽ được dính chút vẻ vang sao nào, cậu lại không ngồi yên nữa rồi, còn phá công ty, nếu không nhờ dượng thì cậu nghĩ cậu có thể tìm được việc chắc. Lê Văn Vân sờ mũi. Lê Văn Vân không ngờ người nhà này lại nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không nghĩ cho người nhà, phỏng chừng việc Liễu Ngọc yêu đương với Tả Hạo đã mang lại khá nhiều lợi ích cho bạn họ. Mà mặc dù mình là em họ nhưng chuyện 9 năm trước đã hoàn toàn phá hỏng ấn tượng trong lòng mấy người đó rồi. Lê Văn Vân mím môi, nhìn chăm chăm vào Tả Hạo và Tào Dung, sau đó lấy điện thoại trong túi ra. Lúc này Liễu Ngọc mới mở miệng, tả hạo, mẹ, hai người đừng nói nữa, khi đó con và tả hạo có thể gặp được Trần Mỹ Huyên đều là nhờ Lê Văn Vân ở giữa làm trung gian. Hả, Tào Dung và tả hạo đều ngẩn ra, hiển nhiên bọn họ không ngờ Liễu Ngọc lại nói giúp cho Lê Văn Vân. Sắc mặt tả hạo hơi khó coi, anh ta nhìn chầm chầm vào Liễu Ngọc. Trường 198 người này, quá âm hiểm. Dứt lời, anh ta cầm một chiếc hộp lên từ bên cạnh sau đó mở hộp ra rồi nói đây là một chiếc vòng ngọc mà tôi dùng một tháng tiền lương để mua lê văn vân nhìn thoáng qua chiếc vòng tay bằng ngọc này cũng không quý kiểu dáng trông cũng khoảng mấy nghìn nhưng đối với gia đình bình thường mà nói cái này đã xem như không tồi ngay sau đó liễu ngọc cũng lấy ra quà của mình sự chú ý của bà cụ nhanh chóng bị thu hút chủ đề cũng theo đó mà được rời đi lê văn vân hơi bất đắc dĩ anh vốn muốn lấy tấm ảnh ra để tả hạo hoàn toàn xuống đài, cũng có thể mượn cơ hội này để anh ta tách ra khỏi liễu ngọc. Nhưng bây giờ chủ đề bị rời đi, đương nhiên anh cứ dây dưa mãi cũng không. Hay, sắc mặt tả hạo cũng khó coi. Trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy tập đoàn Hoàn Vũ không hợp tác với anh ta là do Lê Văn Vân dở cho quỷ. Trần Mỹ Huyên gặp anh ta chỉ để nhục nhã anh ta mà thôi. Từ đầu đến cuối, anh ta đều cảm thấy hạng mục trò chơi của mình không có bất cứ vấn đề gì mà nguyên nhân lê văn vân làm như thế cũng bởi vì lúc bọn họ ở nhà lê văn vân nói chuyện hơi nặng lời khiến lê văn vân ghi hận cho nên vừa nãy anh ta muốn xé tan hình tượng của lê văn vân với người trong nhà có điều anh ta không thể ngờ được trong thời khắc quyết định liễu ngọc lại nói giúp lê văn vân ngược lại khiến anh ta và tào dung bị mất mặt nhưng cũng may là tào trác hào đã thành công rời sự chú ý sau khi nhìn thấy mấy người đã lấy quà ra, Tả Hạo cũng cười nói, "Bà ngoại, đây là quà của con." Nói xong, anh ta mở một cái hộp dài ra, trong chiếc hộp dài có đặt một gốc nhân sâm. Chương 199 một căn nhà. Từ khi bắt đầu, anh ta sử dụng Tào Dung như vũ khí, có thể nhìn ra được một vài thứ. Bây giờ Lê Văn Vân quan sát lại càng thấy vô sỉ. Nhưng Tào Dung vẫn rất hài lòng với anh ta. Tuổi trẻ tài cao, đối với người bình thường thì cũng xem như là giàu có. Lê Cảnh An để ý đến cảm xúc của những người này nhưng Lê Văn Vân không nghĩ như vậy. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, tả hạo, anh đừng ăn nói lung tung, bố tôi chưa từng đồng ý giúp anh giới thiệu anh với ai. Tả hạo nhướng mày, khóe miệng anh ta khẽ nhếch, không đáp lại câu nói của Lê Văn Vân mà nói lảng sang chuyện khác. Lê Văn Vân, hôm nay là thỏ 80 tuổi của bà ngoại, anh cũng đã 9 năm chưa gặp bà ngoại, chắc hẳn đã chuẩn bị quà anh đừng lảng sang chuyện khác. Lê Văn Vân bình tĩnh nhìn tà hạo rồi nói, bố tôi chưa từng đồng ý với anh dù chỉ một chữ. Mà lúc trước cũng đã giúp anh giới thiệu với ngành đầu tư của tập đoàn Hoàn Vũ. Tôi cũng giới thiệu với Trần Mỹ Huyên giúp anh, là do chính hạng mục của anh không tốt, người ta không vừa ý nên mới không muốn đầu tư. Đầu mày Tả hạo nhớn lên, sau đó lại cười khẽ nói, không sao, chuyện này không muốn giúp cũng không quan trọng. Hôm nay là thỏ 80 tuổi của bà ngoại, tôi biếu chút quà cũng là nên, nhưng ngược lại là anh, đưa quà anh muốn tặng ra đây xem nào. Anh xem anh ta đi tay không đến đây, chuẩn bị quà gì chứ? Tào Duyệt đứng bên cạnh khinh thường nói. Lê Văn Vân, lấy quà cậu chuẩn bị ra đây xem nào. Bên cạnh, vẻ mặt Tào Dung cũng vô cùng đắc ý. Đồ tả hạo chuẩn bị tương đối quý giá, cái này khiến Tào Dung cũng cảm thấy được nở mày nở mặt, bà ta cười lạnh nhìn về phía Lê Văn Vân. Bên cạnh, Lê Cảnh An cũng hơi nhíu mày, hạ giọng hỏi lê văn vân không phải con không mua đấy chứ lê văn vân nhìn tả hạo một cái thật sâu sau đó khóe miệng khẽ mỉm cười móc từ trong túi ra một cái chìa khóa bỏ vào tay la trinh ngọc rồi nói bà ngoại đây là quả con biếu bà chìa khóa tào dung khẽ cười hỏi cậu định đưa một cái chìa khóa cho bà ngoại cậu chơi sao tào duyệt và tào trác hào cũng cười bên cạnh sắc mặt của lê cảnh an và tào vân khẽ thay đổi định nói gì đó nhưng Lê Văn Vân đã cười nói, con suy nghĩ kỹ một chút, cũng không biết nên tặng bà ngoại cái gì. Nghĩ đến việc bà ngoại đã lớn tuổi, nên được hưởng phúc, ở một căn nhà tốt một chút. Nên sau đó đã mua một căn nhà cho bà ngoại. Một, L, vừa dứt lời, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều yên lặng. chương 200 con không làm chuyện gì phạm pháp. Lê Văn Vận hờ hững nhìn Tào Dung rồi nói, địa chỉ căn nhà này ở số 69, đường Bành Hồ Nam, đã được sửa sang lại, có thể vào ở luôn, hôm nào bà có thể trực tiếp dọn đến ở. Lần này, Lê Cảnh An kinh ngạc hoàn toàn, ông ấy nuốt nước miếng, khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân nói, đường bành Hồ Nam, Lê Văn Vân, bất động sản chỗ đó chính là nơi đắt đỏ nhất Lâm Hải. Vừa gần biển, còn là khu biệt thự, sửa lại thì hơn ngàn vạn. Con lấy nhiều tiền như vậy ở đâu ra? Trời ơi! Bên cạnh, khóe miệng tào Trác hào cũng không nén nổi mà giật một cái hơn ngàn vạn, biệt thự gần biển. Cái này quá dọa người. Lần này không còn ai nghi ngờ tiền này là do Lê Cảnh An cho, dù sao chính Lê Cảnh An cũng chưa ở được biệt thự như thế. Khóe miệng Lê Văn Vân cũng không nên được mà khẽ giật, anh để Lôi Bân sang tên cho anh một căn nhà, cũng không ngờ Lôi Bân lại sang tên cho anh một căn biệt thự. Trên thực tế, lúc trước sau khi Lôi Bân nghe được yêu cầu của Lê Văn Vân, còn tưởng rằng Lê Văn Vân muốn đến ở. Theo yêu cầu của Lê Văn Vân, lớn một chút thoải mái dễ chịu một chút sau đó ông ta sang tên luôn cho lê văn vân một căn biệt thự mà tất cả mọi người lúc này đều sợ đến ngây người bọn họ khiếp sợ nhìn lê văn vân những người này đều là người rất bình thường không phải giàu có gì biệt thự mà còn là biệt thự gần biển đây là chuyện mà đến cả nghĩ thôi bọn họ cũng không dám nghĩ đặc biệt là tả hạo lúc này anh ta nhìn lê văn vân với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ anh ta hiểu rõ về nhà ở hơn so với những người khác, ngàn vạn cũng đã đánh giá thấp. Cho dù anh ta có bán công ty của mình cũng chưa chắc có thể mua được một căn nhà ở đó. Anh ta nghiến răng nhìn về phía Lê Văn Vân, ngay sau đó cười như không cười hỏi, "Lê Văn Vân, anh vừa mới ra tù, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà mua biệt thự? Không phải anh lại làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ?" Tào Dung cũng vội vàng hùa theo, "Đúng đấy, Lê Văn Vân, cậu vừa mới ra tù." Lời này vừa được nói ra, ánh mắt tất cả mọi người theo đó nhìn về phía Lê Văn Vân không được tự nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 200.